Nhiều công ty du lịch lữ hành đang tập trung nguồn lực nhân sự để xử lý khối lượng lớn công việc liên quan đến quyền lợi khách hàng do dịch COVID-19. Ngành du lịch vừa mới có được những kết quả bước đầu khả quan với chương trình kích cầu nội địa, thì lại tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn ngay trong mùa cao điểm. Sau khi một số ca nhiễm COVID-19 ghi nhận tại Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung, các doanh nghiệp du lịch đã làm việc ngày đêm để thương lượng những nhà cung cấp dịch vụ như hàng không, điểm đến, khách sạn để bảo đảm quyền lợi khách hàng trong việc hủy, đổi tuyến. Hiện các đơn vị du lịch đã đưa ra những kịch bản xử lý khác nhau nhằm bảo đảm quyền lợi cho du khách. Một là có thể chuyển khách đi một cái tuyến điểm khác, thứ hai là hoàn hủy lại cái chi phí cho khách du lịch. Tuy nhiên cái hoàn hủy này thì cũng dựa trên các điều kiện của bên hàng không và các cái đối tác nhà cung cấp, ví dụ nhà hàng, khách sạn, nơi mình đã chuyển tiền đặt cọc cho các đơn nhà cung cấp rồi. Thì đương nhiên cái này sẽ hỗ trợ khách gần như là làm sao để tối giản được các cái chi phí mà khách đã chi trả cho các đơn vị, cũng như là đã chuyển khoản đặt cọc cho các nhà cung cấp. Hiện nay thì chúng tôi đang nắm bắt các cái thông tin từ các địa phương, đặc biệt là những địa phương mà có xảy ra bùng phát đại dịch, để kịp thời có cái chỉ đạo cũng như hướng dẫn các địa phương cũng như là các cái doanh nghiệp để làm sao có cái sự phối hợp là để làm sao đảm bảo được tốt cho các quyền lợi cho khách du lịch. Hà Nội có số lượng rất đông du khách trở về từ Đà Nẵng trong những ngày qua. Sở Du lịch Hà Nội đã thông tin đến các doanh nghiệp để nắm bắt tình hình sức khỏe của du khách, đồng thời đưa ra khuyến cáo người dân không đi du lịch đến vùng có dịch. Đã tổng hợp nhanh số lượng khách của 16 doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn thành phố đã đưa đón khách đến Đà Nẵng từ mùng 1 tháng 7 đến 27. Tổng số là 1.850 khách và yêu cầu các doanh nghiệp là tiếp tục bám sát thông tin của khách sau khi mà đã hoàn thành chương trình du lịch. Không cần phải cách ly tập trung mà có thể là tự cách ly 14 ngày và sẽ theo dõi cái tình hình sức khỏe của bản thân mình. Nếu mà có các biểu hiện là ho hay là sốt thì cần phải là báo ngay cho các cái cơ sở y tế phòng chống COVID. Dù đã lên phương án phòng trường hợp COVID-19 tái lây nhiễm, nhưng diễn biến ngày càng quá nhanh, nằm ngoài sự chuẩn bị của nhiều doanh nghiệp du lịch. Không chỉ hủy tour đi Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung, các khách đặt tour, combo đi những điểm tuyến khác cũng muốn dự hành trình, nhất là trong tháng 8 tới. Với diễn biến hiện nay, ngành du lịch lại phải đối mặt khó khăn thêm một lần nữa.